theo dõi các trận đấu đầu tiên của World Cup 2022, nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi số phút bù giờ cao kỷ lục lên tới gần 30 phút cả trận thay vì 5 hay 10 phút như thường lệ. Tại sao World Cup 2022 lại có thời gian bù giờ cao đột biến đến như vậy? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Bốn trận đấu đầu tiên ở World Cup 2022 có tổng cộng 43 phút bù giờ khi hết thời gian thi đấu chính thức. Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các giải đấu lớn trên bóng đá thế giới. Riêng trận Anh và Iran có tổng cộng 27 phút bù giờ nếu tính cả hai hiệp, 14 phút bù giờ hiệp 1. Đó là kỷ lục trong lịch sử World Cup hay Euro nếu không tính các trận bị hoãn vì sự cố đặc biệt. Hai trận đấu giữa Senegal, Hà Lan và Mỹ với Sugars cũng đều có thêm 11 phút bù giờ ở cuối trận. Trận đấu có ít bù giờ nhất kể từ đầu giải giữa Qatar và Ecuador cũng có 6 phút cộng thêm ở giai đoạn cuối hiệp 2. Số phút bù giờ cao đột biến ở World Cup 2022 nếu so với các giải đấu lớn trước đó nằm trong điều chỉnh của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA để khiến trận đấu diễn ra công bằng và hấp dẫn hơn. Ông Colina, trưởng ban trọng tài của FIFA cho biết thay đổi trong thời gian bù giờ World Cup 2022 để giúp các trận đấu chính xác hơn. Cựu trọng tài người Italia lý giải, nếu bạn muốn thời gian bóng sống diễn ra nhiều hơn, bạn phải sẵn sàng cho việc bù giờ nhiều như vậy. Hãy nghĩ về một trận đấu có 3 bàn thắng, một màn ăn mừng thường tốn khoảng 1 hay 1 phút rưỡi. Chính vì thế, nếu có 3 bàn được ghi, trận đấu sẽ mất khoảng 5 hay 6 phút. Trong quá khứ, những màn ăn mừng hay chấn thương của cầu thủ được xem như một hình thức câu giờ hợp lệ. Bởi các trọng tài bàn lẫn trọng tài chính đều có xu hướng ước lượng quãng thời gian bóng chết để cộng thêm vào bù giờ. Việc FIFA tăng cường tính chính xác của thời gian bù giờ chủ yếu là tăng thêm số phút bóng lăn nằm trong kế hoạch thay đổi bóng đá của tổ chức này. Giám đốc phát triển bóng đá FIFA Arsene Wenger rất ủng hộ ý tưởng tăng thời gian bóng sống để khiến các trận đấu hấp dẫn hơn.